Câu lạc bộ Thù lĩnh của sự thay đổi nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 28 tháng 12 tại trường Trung học cơ sở Minh Tiến đã diễn ra lễ ra mắt câu lạc bộ Thù lĩnh của sự thay đổi, sự có các đồng chí đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo phòng giáo dục xã Minh Tiến, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã Minh Tiến, ban giám hiệu và các em học sinh trường Trung học cơ sở Minh Tiến. Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi là một trong những mô hình điểm của dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển nền kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, mỗi câu lạc bộ có sự tham gia của 25 học sinh và 5 dẫn trình viên là đại diện nhà trường, các ngành liên quan trên địa bàn xã như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ phụ trách công tác trẻ em hoạt động của mô hình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số hỗ trợ chính quyền cùng các ban ngành địa phương nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em đồng thời trang bị kiến thức kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình thúc đẩy sự tham gia chủ động có ý nghĩa của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương mô hình này còn là một sân chơi một diễn đàn thực sự bổ ích dành cho trẻ em xã điểm và các địa phương lân cận trên địa bàn tỉnh có thêm nơi sinh hoạt giao lưu tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp ngoài các buổi học chính khóa tại trường trong đó tập trung chia sẻ thông tin kiến thức bổ sung về tâm lý lứa tuổi giới tính sự thay đổi nhận thức xóa bỏ định kiến giới bồi dưỡng các kỹ năng sống về tự khám phá nhận thức kỹ năng giao tiếp ứng xử trong gia đình nhà trường cộng đồng bên cạnh đó giúp các em biết lên tiếng tự bảo vệ bản thân, tự tin bản lĩnh để thay đổi trong cách nghĩ, cách học, cách làm trong cuộc sống, dần xóa bỏ thói quen tập tục lạc hậu không còn phù hợp trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Các thành viên câu lạc bộ sẽ là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới mạnh dạn lên tiếng dần xóa bỏ thói quen tập tục lạc hậu có hại trong đời sống như nạn tảo hôn hôn nhân cận huyết thống bạo lực gia đình trên cơ sở giới xâm hại tình dục trẻ em mua bán trẻ em bóc lột sức lao động trẻ em mua bán người ngay sau lễ ra mắt cũng đã diễn ra buổi truyền thông tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giáo dục cho thành viên trong câu lạc bộ